coi nhiều người chúng ta lạ tay, không bỏ công mà muốn có quả không à. Quý vị biết con người mình mà nếu mà không bỏ công mà quý vị đi bẻ quả ăn không, thì cái cảm giác của cái mà trồng trồng cây thì nó không có cảm giác, hiểu không? Nên con người mình trong Phật pháp phải hiểu cái nguyên lý là phải có công mới có quả, hiểu không? Bây giờ quý vị về đây, những đức rủ quý vị về đây tu, phải rõ ràng là những đức cùng tu với quý vị không? Đó, cùng tu với quý vị rõ ràng luôn. Bây giờ chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật nè, hồi nãy đi chung bên kia những đức niệm còn trước quý vị nữa đó, thức trước đi niệm Phật bên kia bạn á. Rồi niệm Phật xong rồi đi qua đây chia sẻ Phật pháp, chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật thờ, ra phóng sanh cũng thiết thực xác thực là có nhân có quả. Thì cái nhân cái quả này chúng ta cùng kết hợp với nhau để cùng tu thì nó trở thành đại nhân đại quả. Việc này là nó quá thù thắng rồi. Nên những đức nói chùa của mình, quý vị giờ đây tu là xác thực 100% luôn. Dù quý vị không ghi cầu an cầu siêu gì, nhưng mà chính mỗi một con người con đang ngồi đây, chúng ta đều là người thật sự về đây để tu hành cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Chắc chắn là bản thân quý vị lợi ích, nhớ nghe. Không nghĩ về mình, chỉ nghĩ về người thân ông bà cha mẹ mình thôi, mà mình làm thì mình lợi ích lớn vô cùng. Khi còn sống này mà mình làm tất cả những việc thiện, hay là mình quý vị bố thí cúng dường mà tiền này của ông bà cha mẹ để là cho mình làm luôn. Ví dụ như ông bà cha mẹ chết đi, để di chúc là tiền này mày làm này cho tao. Mình đi làm rất nhiệt tình, thì trong 7 phần thì cái người chết nó hưởng được chỉ có 1-2 phần. Còn nhiêu hoàn toàn là người sống, dù không phải tiền của người ta, nhưng mà do chính người ta là phát tâm lạc, nên người ta được lợi ích lớn nhất. Nên những đức từng nói rằng khi mình còn sống như vậy tại sao mình không tu? Mình còn sống mình không tu, công đức mình không chịu làm, mà cuối cùng mình đợi đến chết đi rồi mình nhờ người ta làm. Bây giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ nè, bao nhiêu cục đá để trên vai chúng ta, bây giờ chúng ta muốn đi cho nó nhẹ, đi về cực lạc, tại sao chúng ta không bỏ xuống sớm để mà mình đi cho nó nhẹ, mà mình đi gánh đá để mình chết, để rồi mình nhờ người ta gỡ đá giùm mình? Cái chuyện này quý vị thấy nó đúng là mù quáng không? Chúng ta phải sáng suốt, quý vị nhớ nè. Bây giờ chúng ta nhìn một cái cây nhang mình đốt thì mình cũng nhìn ra nữa. Khói nhang nhẹ thì bay lên, mà tàn nhang nặng thì rớt xuống. Như vậy thì nếu như một con người này mà muốn cầu giải thoát mà tu á, mà nếu họ quá nặng nề là họ có cửa gì giải thoát hết trơn á. Không có cửa gì giải thoát hết trơn. Chỉ là con người này nghe đạo tu là phải nhẹ nhàng, tâm trạng phải thoải mái. Quý vị nặng nề nhất đó là gì? Buồn người ta để trong tâm nè. Buồn người ta để trong tâm nè. Bây giờ ngồi trong đây, ai là người còn buồn người ta để trong tâm? Ai? Bây giờ hỏi đó, hỏi kỹ đó, rồi mình hỏi mình đi. Ủa thầy hỏi hết hồn, mình còn buồn ai để trong tâm không ta? Hiểu không? Nó bây giờ quý vị biết rằng đối với người xa lạ thì buồn ít, nhưng đối với người thân thì buồn nhiều. Nhất là cái người mà mình thương yêu nhất, mà khi nó buồn ác đạn á. À, tình cảm nó quay ngược lại đó. Khi mà mình thương chồng, mình thương cực kỳ thương, mà chồng chỉ cần phạm lỗi gì là thôi mình hận cũng cực kỳ hận luôn, hiểu không? Có cái cô kia mà trời, lúc xưa mà vợ chồng mà thương nhau, thương đắm đuối, thương say mê, thương không gờ nhau được luôn. Vậy mà sau này cái ông đó, ông có vợ nhỏ mà bà hận ổng. Bà hận ổng mà bà nói rằng bây giờ tôi muốn giết ông không. Mà bà mà trời ơi, bà hận kinh khủng luôn. Vậy quý vị ơi, mà cuối cùng trời cái bà này bà chơi ác đạn thiệt. Ông đang ngủ mà bà nở lòng, bà cắt nhỏ mất tiêu. Ủa mấy bà này ghê thiệt chứ, không phải đơn giản nghe mấy ông. Mấy ông cẩn thận nghe chưa. Ôi trời, kinh khủng thiệt chứ. Thôi cái gì mình, cái gì chứ mình không dám đụng đàn bà mà cái kiểu mà, mà cái kiểu mà làm cho người ta quán hận nữa, quý vị ghê quá. À, nhìn hiền hiền mặt dễ thương vậy chứ không đơn giản. Bởi vì không đo lường được tâm tư người đàn bà, đúng không? Ghê quá. À, hiền hiền dễ thương, nói chuyện mềm mỏng như điêu thiền. Vậy mà vớt hai tướng quân lớn nhất của lịch sử mà gọi là Lữ Bố với Đổng Trác, mà điêu thiền nó xử lý như là bẻ cánh ngỗng. Ghê chưa? Ha, ghê không? Nên bởi vậy ha, mình thương người ta mình nhiệt tình đàng hoàng, chứ mấy ông mà lạng hoạn coi chừng có ngày. Hiểu không? Nó có mà có đăng báo rõ ràng luôn. Những đứa có coi cái tờ báo mà rõ ràng luôn quý vị. Trời ơi, có vợ rồi mà đi có bồ nhí,
Cuối cùng vậy mà cái bà này bà chơi ác cạn thiệt. Ổng đang ngủ vậy mà bà cầm cái kéo cúp rồi xong luôn, tiêu thành thái gia. Nên quý vị thấy không, nên á mình đã nghe đạo rồi, bây giờ á mình phải làm sao mà bất cứ sự cố gì mà đến với mình phải nhà cái tâm lại là mình là có tu đúng rồi đó, hiểu không? Ngày xưa mà bực cái gì một cái là nhảy đông đổng lên vậy. Nó nói không, ví dụ như mấy bà này mà lỡ mà tức cái gì lên à, quát như gà mắc đẻ vậy đó, la trâu mà la thấy ghê lắm nha, dữ lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Bây giờ mình biết tu rồi, mình dịu cái tâm lại nha, mình điều chỉnh cái tâm lại, mình đừng có quát như ngày xưa. Ngày xưa mình quát thì người ta không có nói gì, tại vì mình không biết tu, mình đâu có đi chùa, mình đâu bằng áo lam gì đâu. Mà bây giờ xách gói đi chùa bằng áo lam đồ gì nghe, mà mỗi tuần chủ nhật rồi đi tu, rồi lễ lộc đi đến đây tu mấy ngày gì nghe. Vậy đó mà lỡ chồng con cái gì mà la quát lên nghe, chòm sớm láng giềng cái gì mà la quát lên nghe, là người ta đánh giá, người ta nói à, tối ngày tụng kinh niệm Phật bằng đồ lam đi chùa nhìn giống như ngon lắm, đụng chuyện một cái la quát như con gà mắc đẻ. Cái thứ gì đi tu cái gì mới tu hú, tu cái gì? Ờ người ta nói đó, tại vì ngày xưa mình chưa tu người ta không có nói mình đâu có tu gì đâu mà nói mình làm gì. Nhưng mà khi mình tụng kinh niệm Phật ăn chay rồi là lúc đó người ta để ý, chòm sớm người ta mới để ý coi cái bà này bà đi tu mà tính tình bà có sửa đổi hay không, hiểu không? Nên bây giờ mình đi tu là nhiều người để ý mình mà ta ưa chọn nghe đeo lắm á. Mình lỡ mình nói cái gì không phải cái là người ta nói một câu gì thì sao? Ta nói vậy nè, đi chùa mà ăn chay mà sao kỳ vậy? Cái gì chứ tao không có đi chùa, tao đâu có ăn chay. Còn nó đi chùa ăn chay đó mà nó nói chuyện vậy đó, đi chùa ăn chay mà tính toán vậy đó. Ngày xưa mày tính toán tao không có nói, nhưng mà bây giờ mày tính toán là tao nói mày đi chùa mày ăn chay, mày đi học Phật mà sao mày còn tính toán dữ quá à? Bộ Phật dạy mày vậy hả? Rồi lúc đó nó chọt ngay hết eo, kiểu đó mình tức lên mình nói à, Phật ơi con xin tiền nghe Phật, xử như này trước tính sao. Đụng con thì được chứ đụng với Phật là con chịu không nổi, thấy chưa? Là bị dính kèo rồi, thấy chưa? Phật đâu có tức, Phật đâu có bực. Chúng sanh không biết tu, Phật đâu có tức chi cái chuyện làm gì. Nhưng mà lúc đó mình cũng dịu cái tâm lại, kệ nhân quả ai thì gán chịu. Mình dịu xuống cái mình bỏ đi chỗ khác đi. Quý vị phải biết nghe, mình là người tu, nếu gặp những sự việc mà mình thấy mình không thể nào giải quyết được, thôi mình tránh đi chỗ khác liền. Cái khôn nhất là tránh đi chỗ khác. Tốt nhất là tránh đi chỗ khác. Ví dụ như vợ chồng mà xích mích này kia thôi. Mình làm vợ mà, hay làm chồng gì cũng vậy. Mình thấy vợ mình biết tính vợ mình nó dữ quá, thôi sợ nó đi, bỏ đi chỗ khác trốn. Không, đi chỗ khác vứt cho rồi đi quý vị. Chứ ở đó mình kình tay đôi người ta có khen mình không? Vợ chồng mà kình lộn nhau người ta khen không? Đâu có ai khen mình đâu, thôi mình tránh đi chỗ khác đi. Không lẽ bây giờ nó ngồi mình nó chửi? Thí dụ như bây giờ chồng mình nó thấy mình ngồi nó mới chửi. Còn bây giờ mà mình bỏ đi chỗ khác mình trốn mất tiêu rồi, nó ngồi đó nó chửi cho ai nghe? Nó nói một chút rồi đi ngủ mất tiêu, hiểu không? Thí dụ như mấy bà mà gặp chồng mà nó nhậu nhẹt xình sáng á, nó dìa mà nó nói chuyện này nói chuyện nọ, mà thường nhậu vô là ưa dìa kiếm mối lắm. Nhậu vô xong cái dìa kêu ban đầu thì ngon lắm nghe, em dọn cơm, dọn cơm xong ra cái cơm mà gì mà ăn nè, nấu mì cho tao đi. Nó, rồi bắt đầu là ngồi cái giống như già xưa, mà nhậu vô là sai giống như già xưa mà ngồi cái nhằn nói để chi biết không? Cho mình ra miệng. Khi mình ra miệng rồi thì lúc đó mới có chuyện, thấy chưa? Nên từ nơi đó mình đã hiểu rồi, bây giờ mình đi tu mình hiểu rồi nghe. Mình về mình gặp cái trường hợp này thôi, mình dọn ra xong hết trơn á, mình đâu rồi đó mình đưa hết, mình biết là thế nào cũng cơm nè, rồi thế nào cũng mì nè, rồi mình làm một lần một mình để lên cái mâm, rồi mình ra xong hè mình trốn đi. Đừng có ngồi ngay chỗ đó nghe. Ngồi ngay chỗ đó một chút nó kiếm mối, nó nói hoài. Nó nói một chút ở đâu là mình ra miệng à. Mà mình ra miệng là mình dính rồi đó. Cái đó gọi là gì quý vị biết không? Cái con quan gia nó đang khảo đảo mình đó. Mà Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng tu được có một chút mà, là con quan gia nó đến nó khảo một cái là sạch nhách. Mà cả đời tu nó làm gì hoài đó. Bây giờ đi vô chùa tu 3 ngày nghe, vui vô cùng đi về, bắt đầu tung tăng nghe. Vừa đi vừa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vừa tới cửa nhà, bớt. Cái gì trời, vô chùa bình yên thấy ghê, vừa về tới nhà cái gì ầm ầm, sùm hết chẳng ấy.
bắt đầu là vô kiếm mối để chi? Con quan gia nó làm cho quý vị tiêu sạch 3 ngày nay đi tu luôn, đúng không? Mắt sạch luôn. Cái đó gọi là gì? Ở cái cõi đời tu tại sao mà không tích chữ được quý vị? Tại vì mà khóa sạch hết trơn rồi. Cái nhân tố nó làm cho quý vị mắt sạch hết trơn à. Nên bây giờ mình tu á, quý vị phải nhớ rằng hết sức cẩn thận. Nên tại sao như Đức khuyên quý vị cứ đeo cái máy niệm Phật suốt trên cần cổ đi chi? Để nó nghe câu Phật hiệu, để nó nhắc mình suốt luôn. Chứ nếu không đi tu đây 3 ngày gì có chuyện đó. Luyện công phu mà. Coi cái công phu mình đạt bao nhiêu phần trăm. Đó ha, nói vậy đó có chừng gặp độ nghe. Nó đi đây mấy ngày ngon lành ha, về cái là có chuyện. Nó trời trọng thầy Đức này nói linh thế ghê. Nhờ ông nói mà tôi biết. Nhờ vậy mà bữa nay tôi về tôi gặp ông, tôi gặp ông kiểu này rồi ha, tôi biết rồi. À, quan gia phải không? Nói câu quan gia mà đưa mặt xa xa nha. Mình nói cái câu quan gia mà mình đưa cái mặt gần gần. Mình nói quan gia phải không? Nó bóp vô mặt cái tao. Sao quý thiệt á? Anh quốc thiệt á, không có giỡn đâu. Mình nói quan gia phải không? Trong lòng mình nói đây quan gia. À thầy Đức nói quan gia. Thôi được rồi, chào quan gia. Tôi đi ra sau biên chỗ. Phải giữ công đức phước báo thôi. Tao ngu gì, mất hết trơn 3 ngày. Lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đau được gói muốn chết. Muốn làm cho tao hết sạch hả con? Được rồi tao đi trốn. Ngồi chỗ nào trốn cái tâm trạng gì nè quý vị. Khi mà trốn mà tránh chồng tránh vợ nha, là mình ngồi đâu cái tâm mình gì nè? Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật. Giống như cái cảm giác thì biết cái cảm giác là cái cuộc đời này khổ quá đúng không? Cuộc đời này khổ quá, con muốn về thế giới cực lạc. Mình niệm mà mình nhìn về lên trời á, giống mình nhìn về Phật vậy không? Ai di đà Phật, Phật ơi, ai di đà Phật. Cuộc đời nó khổ quá Phật ơi. Con sống với chồng con hết lòng hết dạ mà nó đối xử tệ bạc chứ con với Phật ơi. Ai với đâu Phật, Phật rước khổ này đi Phật. Ok, cạo giác lúc đó nó ngộ lắm, nó thấm lắm. À, nhiều bà nhiều bà mà khổ quá là vì chồng vì con á quý vị biết không? Cái bà vừa niệm Phật á, vừa kể lễ với Phật. Mình nghĩ nếu mình mà mình là phàm phu những đức mà nghe chứ cũng mắc cười lắm nha. Phật là chắc an định chứ không có đến nỗi cười, nhưng mà Phật thấy cũng ngộ ghê. Cứ ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, Phật ơi Phật, con khổ đau dữ lắm Phật ơi. Ai với đạo Phật, Phật ơi Phật, con đi Phật ơi, rước con đi đi Phật ơi. Đời con đau khổ lắm Phật ơi, mấy chục năm sống với chồng vậy mà không một ngày nào thương yêu, nó cái chữ rủ hoài Phật ơi Phật. Ông kể lễ dữ lắm, không giận đâu. Nhưng mà quý vị có cơ may là có chỗ kể lễ. Còn ngày xưa khi mà chưa nghe đạo thì kể với ai? Kể với ai đâu? Nên khi mà gặp cái chuyện khổ đau giữa chồng con rồi thì không biết kể với ai mà như thế nào. Ôi, trời ơi trời. Trời ơi ngồi xuống mà coi trời ơi trời chồng của tôi. Thấy không? Nó không có biết cái tâm trạng gì hết trơn. Còn bây giờ vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội là gì? Ai di đà Phật, ai di đà Phật. Đúng không? Thấy chưa? Nên đúng là gặp Phật Pháp mà gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ mà nương vào Phật là quý vị thấy ấm chưa? Ấm vô cùng luôn, quý vị thấy chưa? Nên những đức nói chúc mừng cho những người gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Chúc mừng quý vị đó. Tại vì sao? Vì đây là điểm đặc biệt nương tựa mà nương tựa yên tâm nhất. Có những người chồng, người vợ, con cháu, người thân, tiền của vật chất, chúng ta không nương tựa được bình an bằng nương tựa vào Phật. Thì coi phải không? Nhiều người trong đây không phải là nghèo hết đâu, nhiều người giàu đó. Như vậy mà có những lúc chúng ta cảm thấy mình bị trống vắng và cô đơn. Nó có khi mình giàu sang thì bạn bè kẻ bưng người bợ, nhưng khi mà mình mà sự nghiệp bị ảnh hưởng cái gì thì không thấy bạn bè gì. Quý vị thấy không? Hư tình giả ý chứ lúc đó quý vị hờn trách ai? Hờn trách ai? Nên con người của mình may mắn thay là mình gặp được Phật Pháp, gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật luôn. Mà gặp cái điều chia sẻ này nữa, nó ngay tâm trạng mình luôn. Ngay tâm trạng mình luôn. Nói quý vị coi cả đời của người mình vì người thân mà mình tạo một đống nghiệp để rồi mà thở ra. Không hít vào mình đi xuống tam đồ ác đạo. Chuyện này làm có đáng hay không quý vị? Có nhiều người làm cha làm mẹ nói một câu gì nè. Cha mẹ vì con, cha mẹ có tạo tội cỡ nào cũng được. Cha mẹ trộm cắp, cha mẹ làm điều sai quấy. Cha mẹ chỉ mong cho con được hạnh phúc, mong cho con được đầy đủ,
mong cho con đừng khổ như cha mẹ thôi. Chỉ mong như vậy thôi con à. Bây giờ quý vị, bây giờ biết đạo rồi, quý vị nghĩ cái điều này quý vị là anh hùng hả? Cái điều này là ngon hả? Không ngon đâu. Bây giờ chúng ta bệnh một cái ta không ai chia phụ cho mình, gần chết không ai thở phụ mình. Rồi khi chết xong chúng ta đi đọa tam đồ ác đạo. Đời này gặp nhau là người thân, đời sau gặp nhau là kẻ thù. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta vì người thân mà để tạo nghiệp, vậy thì cái chuyện này quý vị thấy coi có đáng không? Chỉ có một đời ngắn ngủi, còn khi đi đọa lạc thì đọa lạc vô lượng kiếp, lâu dài vô lượng kiếp. Chuyện này không đáng để chúng ta phải làm. Nên chúng ta dù là có trách nhiệm với người thân gia đình, nhưng làm ăn đàng hoàng, kiếm tiền đàng hoàng để lo cho người thân gia đình, cho lo cho chồng, cho vợ đàng hoàng. Đừng có nên tạo nghiệp vì họ. Tạo nghiệp vì họ là cái nhân xấu, mà nhân dấu xấu thì không thể nào mà gia đình này được hạnh phúc tốt đẹp đâu. Nên những đức nói với quý vị nghe nghe. Bây giờ biết đạo rồi, để ý chỗ này nghe. Nhà nè, buôn bán nè, thịt trâu nè, thịt bò nè, quán xá nè, giết trâu, giết bò nè, giết chó nè, giết vịt nè, giết gà nè. Nói tóm lại là sát sanh hại vật. Còn những cái quán ăn như lẩu cá kèo tươi sống nè, rồi bắt đầu là lẩu mà cá còn sống đem lên chiên xù liền nè. Quý vị coi tất cả những quán ăn nhà hàng mà sát sanh hại vật như vậy, dù họ có giàu nhất thờ đi chăng nữa cũng không được bao lâu. Rồi quý vị coi khi mà nghiệp quả nó kéo đến rồi, quý vị coi nè, nó kinh lắm. Trời ô, nó không đơn giản đâu. Quý vị biết rằng là tự nhiên gia đình như vậy, con như vậy chẳng chạy xe cái rầm té cái tự nhiên liệt người hết trơn nhé. Rồi chồng đang khỏe re như vậy, tự nhiên cái bị chết bất đắc kỳ tử. Cái gia đạo mà sát sanh mà có tiền mà giàu đó, khi mà nó sự cố đến là nó chết kỳ cục, nó chết lạ thường. Mà xong sự nghiệp tiền bạc nó đổ sạch luôn, cuối cùng không còn cái gì nữa cả. Quý vị chờ xem. Quý vị mà bây giờ biết tu rồi để ý thì sẽ thấy rõ ràng luôn. Nên mỗi một con người chúng ta nghe đạo rồi quý vị à, nên nhận thức rằng đừng nên tạo cái nghiệp nói rằng vì người thân, vì con gì hết trơn. Mình thương con, thương cháu, nhưng mình đừng để nó trên vai nặng nề. Mình phải tu được kìa. Đó, nên những điều những đức chia sẻ đây, đừng có đợi. Đừng có đợi mà đến lúc mình chết đi người ta cầu an cầu xíu cho mình. Thôi, lúc mình còn sống mà mình không lo tu mà đợi chết đi chờ con cháu nó cầu siêu cho mình. Có chừng nó cầu cho mình thêm vài cục đá nữa. Cầu siêu nó làm cái gì đâu không á, mà cầu siêu cái gì quý vị coi. Như ngoài đời đi, nhà giàu cỡ nào giàu mà khi chết đi quý vị coi. Khi chết đi quý vị coi, thấy không? Nó, trời ơi, càng trống in ỏi, nó muốn hát ga, nó gì nó hát sùm. Nó thổi càng mà mình muốn đứt từng đoạn ruột luôn. Thấy không? Rồi trống nó đánh mà mình muốn lộn mèo luôn. Nó làm tùm lum chuyện mà gọi là làm đẹp mắt người đời không à. Thì nhìn đi, bao nhiêu nhà giàu luôn đó. Rồi khi mà gần chết rồi nó lỡ nắm tay nắm chân nó kéo gì, nó không niệm Phật mà nó kéo. Mà lúc còn sống thì nó không quan tâm, mà khi gần chết rồi nó lỡ nắm tay nắm chân nó kéo. Ba mẹ ơi đừng bỏ con, ba mẹ ơi. Nó kéo kiểu đó thì nó đẩy bị xuống tam đồ ác đạo luôn. Thấy không? Thấy một đời con người đi qua, thiệt tình chúng ta không gặp Phật pháp nó uổng. Cứ lao mãi theo cái dòng sống của tiền bạc, chạy mãi theo tiền bạc không biết đủ quý vị à. Nên bây giờ nghe gì rồi, cái việc mà cầu an cầu siêu như thế nào là có lợi ích, chính bản thân chúng ta tu như thế nào có lợi ích thì cầu an cầu siêu cho người thân sẽ có lợi ích. Còn nếu như chỉ có hình thức mà không tu thì không có lợi ích. Nhớ nghe, những gì những đức chia sẻ đây trong cái dòng này đó là quý vị có thể nghe được đó, thấy được đó là cái việc làm như thế nào lợi ích. Nhà có cha mẹ yếu hộ niệm, mời bạn đồng tu đến hộ niệm. Những đức nói quý vị trong thời cuộc này nghe, mỗi một gia đình có một cái ngôi tam bảo đi, đặc biệt nhất có ngôi tam bảo đi, rồi quý vị có một cái thời khóa tu gia đình quý vị mà sáng tối tu được đi, gọn nhất tu được luôn, mà thời khóa nhà đức đưa ra cho quý vị là phần nhiều tu được rồi đó. Rồi có ngôi tam bảo ở trong nhà luôn, rồi ngôi tam bảo đó quý vị hình của ông bà cha mẹ bị làm lại bài vị hết, đừng có để hình lớn hình nhỏ tùm lum, làm lại bài vị. Thí dụ như bây giờ tên ông bà mình Trần Văn Bê, rồi bà thì Trần Thị Én, bị ghi bài vị ra, để bài vị bên. Rồi bên đây á là như thế nào, chứng giữa mình thờ Phật, rồi bên đây mình thờ ông bà của mình, còn bên đây thí dụ như anh chị gì thì mình thờ bên đây. Thì quý vị biết thờ bài vị hết trơn. Trên bằng thờ tam bảo đó, hai bên là như vậy, chứng giữa là Phật,
mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, chúng ta có thời khóa tu. Rồi gia đình của mình có cái máy, cái điệu hộ niệm luôn. Bắt đầu là nhà có hậu sự gì vì ông bà cha mẹ thì bắt đầu chúng ta sẵn đó hộ niệm luôn. Chùa mình cũng y rén luôn, hộ niệm đều bằng chiếc máy. Vậy thì bây giờ trong gia đình 4-5 người tập cho hộ niệm luôn, ngồi nhau niệm Phật hộ niệm lúc còn sống bình thường đã tập rồi. Vậy thì lúc mà ông bà cha mẹ mình già yếu thì cái đà đó cứ tiếp tục hộ niệm. Đó là quý vị gầy cái nhăn mà sau này quý vị đỡ bao nhiêu sự trở ngại. Trực tiếp gia đình làm luôn, gia đình nào cũng biết hết trơn á. Chứ đừng có cái chuyện mà chúng ta đụng chuyện rồi đi kêu ban hộ niệm, gọi ban hộ niệm, người ta đến không kịp sao đây. Nên mỗi nhà phải biết làm như vậy đó. Nên những đức nói rằng đem tịnh độ cắm từng nhà là hay nhất. Đem tịnh độ cắm từng nhà là hay nhất. Bây giờ quý vị đi đến chùa này còn chuyên tu nè, chuyên tu chuyên niệm Phật. Bởi vì giờ đây tu nghe những đức giảng mạnh dạng nè, đúng không? Nhưng qua đời của những đức rồi, quý vị biết có người nào nữa không? Chưa biết có nghe, không biết có hay không. Vậy thì bây giờ những đức đã sắp cho quý vị sẵn cái gì? Gia đình có ngôi tam bảo, có phương pháp tu sẵn luôn, có sẵn hết trơn đi. Đem tịnh độ cắm từng nhà từng nhà từng nhà từng nhà, để sau này cuộc đời có sự cố gì đến với những đức thì quý vị cứ như vậy mà tu bình thường, vì có người hướng dẫn rồi. Dù những đức ở đâu đi chăng nữa cũng đưa lên hai thời khóa cho quý vị tu ra đàng hoàng hết trơn. Vậy thì rõ ràng mỗi ngày nhắc nhở nhau tu ổn định liền. Còn nếu như mà trong cái cuộc đời nó ầm ầm gì chứ, trời ơi ngang lắm. Thấy nó ầm ầm gì, thấy nó giống như hưng thịnh. Ở thế gian này nó không có gì mà thịnh lâu đâu. Nó thịnh thì có si, hiểu không? Nên chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội thịnh này để làm. Đó, nên chuyến này lễ 3 ngày á, 1500 danh hiệu, mà 19 tháng 9 là lại 4 ngày đó nghe, chuẩn bị đi. Ừ, lại 4 ngày luôn đó. Nó rồi á, gì tháng 7 Du Lan đó là 2 ngày, là thứ bảy chủ nhật luôn đó. Năm nay tu những ngày lễ là thứ bảy chủ nhật không, tha hồ mà tu đi. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ với người ngồi đây nè, Du Lan tới không, cầu an cầu siêu cho cha mẹ 2 ngày chúng ta về đây tu. Nó ngày 16, ngày 17 âm lịch của tháng 7 nó tổ chức Du Lan 2 ngày đó. Nên từ nơi đó cái chương trình thì Đức đưa lên vậy đó cho quý vị, để quý vị tu. Nhà nhất định phải có thời khóa tu nghe. Đi đến đây nè, thỉnh bộ tượng Phật này, tượng Phật bên kia có sẵn rồi đó. Thỉnh bộ tượng Phật Tam Thánh, nghe, nhà chưa có bàn thờ, về làm bàn thờ thờ đàng hoàng đi. Rồi qua bển hỏi cái lo thờ khóa tu, cái lo hộ niệm sao đó. Rồi trong chiếc máy nghe Pháp, mỗi chiếc máy đều có cái thờ khóa tu, đều niệm Phật sẵn hết. Rồi có năng lượng niệm Phật đồ này kia đầy đủ hết, qua bển thỉnh vài cái về tặng cho người thân của mình. Nhất là ông bà cha mẹ, người thân dòng họ bị đặt vài chiếc máy nghe Pháp tặng cho người ta. Sẵn cái chiếc đi về chùa tặng cho người ta. Còn mỗi vị trưởng đoàn thì địa phương của mình. Ban đầu quý vị nhớ nghe, đặt máy nghe Pháp ban đầu là tặng. Tặng xong từ từ nó thành cái mối ngay cái chỗ của mình để tặng máy nghe Pháp. Tặng máy nghe Pháp xong cái bà này đến nghe xong lại hỏi mình, mình mới chỉ bà: bây giờ tôi tặng cho chị một cái, nhưng chị muốn lợi ích cho người thân dòng họ chị không? Thôi chị đặt thêm đi, chị đặt đi rồi xong rồi chị đi tặng cho dòng họ chị. Từ từ mình mở rộng cái chỗ mình ra, là đem tịnh độ truyền quần quăng tịnh độ khu vực của mình, từ từ nó mở rộng ra luôn. Phải có một cái tâm như vậy đó thì Phật Pháp nó mới mở rộng được khắp nơi nơi, nó lợi ích chứ. Đó, nên cái bài chia sẻ của những đức á, chia sẻ với quý vị là có thời khóa tu, có phương pháp tu. Chứ những đức không phải là lúc nào cũng kêu quý vị về đây mà đông gì, lỡ mai mốt mình về không được nữa làm sao. Đơn giản thôi, như cái mùa dịch đó, thấy không, mùa dịch có gì được không. Nên mình phải gầy dựng ngay nhà mình để gặp sự cố gì mình tu được chứ. Bây giờ cái gì cũng chạy đến ông thầy, mai mốt gặp sự cố gì thầy cũng chạy mắt dép luôn, hiểu không? Nó bây giờ quý vị coi, lúc bình thường thì thầy trò trò ngon lắm đúng không, thầy trò trò ngon lắm, mùa dịch thấy thầy nào không. Rồi mình đi đến chùa cũng không cho mình vô luôn, đúng không? Mình biết rồi, bây giờ mình phải lập ngôi chùa trong nhà mình chứ chở, để mà gặp sự cố gì mình tu được chứ. À, cái đề tài này có rất là nhiều người làm con cháu đều muốn cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình. Như thế nào là có lợi ích thật sự? Cái lợi ích nó nằm ngay chỗ khi hiện tại chúng ta đang còn sống, chúng ta đang làm gì thì phải nhớ. Tại vì cái người khi mắt nó đã rồi,
Còn khi mình cầu siêu cho họ thì là do ngay cái người lúc còn sống của chúng ta làm. Nếu như mà mình còn sống này mà sát sanh hại vật, rồi mình nói những lời lừa dối, lừa gạt người để mà mình làm ăn kiếm tiền, hoặc là mình làm nhiều điều tội lỗi đi, thì mình biết mình không có cầu siêu được cho ông bà cha mẹ mình được. Rồi mỗi năm mình sát sanh hại vật, mình cúng cho ông bà cha mẹ nữa, thì sao mà mình cầu siêu đây? Giống như cái câu Ấn Tổ ngài nói, người đã té giếng mà mình còn liện đá theo, sao giúp người ta đây? Nên rất là nhiều người có một cái quan niệm sai, quý vị nghĩ gì nè. Khi ông bà cha mẹ còn sống thì là ăn thịt uống ruột, bây giờ chết rồi cúng chay thì sao ông bà cha mẹ dùng? Mình có cái quan niệm này nó vô cùng sai. Khi ông bà cha mẹ mình còn sống ăn thịt uống rượu tạo nhiều tội lỗi, nên khi mất đi một cái niệm cuối cùng là bất thiện nên phải đọa lạc khổ đau. Nên đời của chúng ta nghe đạo rồi mình phải điều chỉnh lại giúp cho ông bà cha mẹ mới là đúng. Còn nếu như mình theo con đường đó tiếp tục mình đi nữa thì ông bà cha mẹ mình đọa lạc càng sâu, mà bản thân mình cũng phải dính cái quả báo đọa lạc. Có rất là nhiều người khi mỗi năm đám giỗ thì tổ chức linh đình lớn lắm, có khi nghe được Phật pháp một chút thì nấu một mâm chay để bàn thờ, còn ở dưới thì đãi đồ ăn mặn rất là nhiều, rồi tập trung người đến để nhậu nhẹt, rồi ăn thịt uống rượu. Thì cũng là ngay cái ngày mà ông bà cha mẹ mình chết mà mình làm điều đó là ông bà cha mẹ mình phải chịu lãnh đủ, mà bản thân mình cũng chịu quả báo nghe, chứ không giỡn đâu. Nên nhớ, nên mình bây giờ mình nghe đạo, mình biết tu hành, mình nghe nhân quả rồi, thôi chúng ta mỗi năm đám giỗ ông bà mình, cha mẹ mình làm chay hoàn toàn hết đi, rồi mình còn ăn thịt uống rượu thì cái chuyện đó những ngày khác của mình. Giống như thờ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cùng với tôn giả A Nan đi khất thực, Đức Phật đi một đoạn đường thì tôn giả A Nan hỏi Đức Phật rằng hồi nãy giờ đi từng khúc đường thấy có những loài quỷ mà khổ đau kêu gào vô cùng, còn cũng có những loài quỷ mà sao vui vẻ nhảy múa tung tăng. Thì Đức Phật gọi tôn giả A Nan, thôi ngồi xuống đây để ta kể cho nghe. Thì khi ngồi xuống, Đức Phật mới nói rằng là những cái loài quỷ mà khóc lóc kêu gào kia đó là khi còn sống làm ông bà cha mẹ vì kiếm tiền lo cho gia đình mà tạo bao nhiêu nghiệp trước, rồi khi chết đi đọa lạc khổ đau, con cháu đều không biết tu, mỗi năm đều là sát sanh hại vật cúng để xả xuống. Nên cái khổ đau của họ là họ không có ngày để mà thoát được. Con cháu không biết tu hành, họ không có một cái cơ hội nào được thoát, nên họ kêu gào khổ đau với cái cảnh giới của họ. Còn những cái loài quỷ mà nhảy múa tung tăng vui vẻ kia là nhờ con cháu nghe đạo biết tu, nên biết tu nhân tích đức để hồi hướng cho ông bà. Nhờ như vậy mà nhờ cái phước báo mà những loài quỷ này sắp sửa thoát thân quỷ để mà được giải thoát. Khi mình nghe công đoạn này cái là mình thấy rằng là rất nhiều người chúng ta mỗi năm chúng ta đều sát sanh hại vật để mà cúng ông bà cha mẹ, thì cái việc này nó không có được lợi ích gì cả. Có nghĩa là trăm hại không có lợi, nó chỉ có cái lợi cho người còn sống được ăn thôi, và bạn bè muốn ăn muốn nhậu đến để ăn nhậu thôi.
Có rất là nhiều người nói rằng là cúng chay thì mời bạn bè không đến, mời anh em cũng nhiều người thân dòng họ cũng không đến luôn, mà cúng mặn thì rất là nhiều người đến. Nên thấy như vậy mà thôi, ở trên dọn mâm đồ chay, rồi ở dưới thì dạ dọn đồ ăn mặn. Nếu bây giờ mà không cúng đồ ăn mặn thì bạn bè những người làm ăn chung họ không đến, nên bắt buộc là ở trên là cúng chay, ở dưới là đãi đồ ăn mặn. Họ có rất nhiều cái lý luận họ nói nhưng mà không có phù hợp vào cái việc mà đạo đức làm người đối với ông bà cha mẹ. Quý vị nghĩ ra đúng không? Thí dụ như bây giờ mình ăn mặn thì ngày nào mình cũng ăn mặn được, nhưng mà trừ cái ngày mà đám giỗ ông bà cha mẹ hoặc là ông bà cha mẹ mình chết, mình đừng có nên sát sanh hại vật nữa. Tại vì sao? Vì lúc này là mình muốn cầu cho ông bà cha mẹ mình được siêu thoát, nên mình không muốn sát sanh hại vật, mà mình còn bố thí cúng dường, mình còn đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật tặng cho người ta khi đến ngay cái ngày mà ông bà cha mẹ mình mất, hoặc là ngày đám giỗ, hoặc là mình mua gạo mình tặng cho bà con nghèo thêm nữa. Mình còn tổ chức những cái khóa niệm Phật để cho hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình nữa. Cái việc đó mình còn làm nữa kìa, chứ đừng có nói chi là mình mà sát sanh hại vật ăn nhậu vì cái chuyện làm ăn của mình. Mình đâu có nghĩ đến ông bà cha mẹ. Tình con người đâu mất tiêu tự nhiên cái ngày đám giỗ ông bà cha mẹ làm chay thì họ không đến, mà làm đồ mặn thì họ đến. Vậy thì con người tại vì cái ăn đến hả? Chứ đâu có gì tình cảm mà đến đâu quý vị. Vì miếng ăn mà mình đi, vì người ta miếng ăn đó, rồi mình vì cái chuyện làm ăn của mình mà mình quên đi cái công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ dành cho mình. Rồi ông bà cha mẹ mình vì mình mà tạo nghiệp mà đọa lạc. Bây giờ mình không nghĩ chút xíu tình cảm nào hết, mình cứ tha hồ tạo nghiệp thêm, mình không có nghĩ điều đó. Nên bây giờ mình nghe được những công đoạn này rồi, mình bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ, để mình làm sao làm những việc gì đó lợi ích cho ông bà cha mẹ của mình, để cho ông bà cha mẹ mình được siêu thoát, vì đang chờ đợi mình từng chút từng chút từng ngày để mà bỏ xuống phước báo xuống để cho giúp ông bà cha mẹ. Nên quý vị biết rằng là trong nhà Phật dạy, mỗi năm hay là chúng ta thường thường đốt giấy tiền vàng bạc để cầu cho ông bà cha mẹ được lợi ích, việc này không có lợi ích. Tất cả tiền đó quý vị đi giúp người nghèo khổ nó còn có lợi ích hơn nữa, còn làm những việc đó không có lợi ích. Quý vị phải nhớ rằng trong lục đạo luân hồi này nó có những cảnh giới rất là tốt. Tại sao chúng ta không cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình đến đó, mà mình cứ mỗi năm mình cứ nghĩ rằng ông bà cha mẹ ở dưới âm phủ, mình cứ đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà, đốt cái này kia xuống đó để cho ông bà cha mẹ mình ở dưới đó xài. Nếu như cái quan niệm mình như vậy thì không có một chút gì lợi ích cho ông bà cha mẹ mình được siêu thoát, mà toàn là đẩy ông bà cha mẹ mình ở dưới âm phủ không à. Nên cái đồng tiền đó xài gọi là đồng tiền âm phủ, mà ở dưới âm phủ là âm u khổ đau, mà mình cứ đốt giấy tiền vàng bạc xuống đó, có nghĩa là trong lục đạo luân hồi có cõi người cũng tốt, cõi trời cũng tốt, Atula cũng còn tốt, nhưng chỉ có cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sanh là khổ nhất. Vậy mà mình đẩy ông bà cha mẹ mình ở dưới âm phủ để sống ở dưới đó, mình không có quan niệm mình giúp cho ông bà cha mẹ mình để thăng lên, mà mình cứ đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà, đó gọi là đồ âm phủ. Mình có quan niệm là ở dưới âm phủ chơi ở dưới đi. Như vậy thì cái tâm con người mình làm con cháu mà mình có một cái quan niệm như vậy thì cái quan niệm này rất là tội nghiệp cho ông bà cha mẹ của mình. Nếu như đặt mình là ông bà cha mẹ mà ở dưới âm phủ, cảnh giới u ám khổ đau, bị hành ngục khổ đau, mà bây giờ mỗi năm con cháu nó cố đốt giấy tiền vàng bạc xuống, nó nói ông bà cha mẹ ở dưới đó đi nghe, thì cái tâm của mình làm ông bà cha mẹ mình nghĩ sao quý vị? Mình nói đúng là con cháu này nó hiếu, cái kiểu hiếu của nó chắc tao mà lên được chắc tao xử tụi bay quá. Nói vị có quan niệm, quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi nghe. Đặt mình vào ông bà cha mẹ, đặt mình đang đọa lạc khổ đau, rồi mình đang cầu cái gì, mình đang cần cái gì? Cần cái phước báo. Quý vị nhớ nè, tất cả những cái việc tu hành chúng ta cộng tu gì, mình có được công đức, mình hồi hướng, nhưng thật sự họ chỉ hưởng được phước báo. Chứ cái công đức thì không có hồi hướng được, mà chỉ có cái phước báo thôi. Thí dụ như bây giờ quan mục nữ trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ trong kinh Địa Tạng, họ có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa, theo cái công phu của họ để mà cầu siêu cho ông bà cha mẹ họ. Như quan mục nữ thì cảnh giới thấp hơn Bà La Môn nữ, nên Bà La Môn nữ cầu siêu cho mẹ thì mẹ sanh đến cung chờ đau lợi để hưởng phước. Còn quan mục nữ cảnh giới thấp hơn nên mẹ thoát địa ngục, nhưng mà được tái sinh làm người, nhưng thọ mạng chết yểu.
Nên cái việc mà cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ là ngay chỗ cái chuyện tu hành của chúng ta, bổn phận làm con mà cầu siêu cho ông bà cha mẹ được. Cái việc này là chính bản thân mình phải chân thật làm, hoặc là rủ người cùng cộng tu làm. Nhớ có một câu chuyện nha quý vị, những đức đọc rõ ràng. Có một vị tăng này trên núi, khi vị tăng này bất đắc kỳ tử, tự nhiên vị tăng này chết đi. Cái ông chết đi thì ông chưa có được siêu thoát, nên linh hồn của ông nó còn quay quằn. Nào là đi về chùa thăm thầy, nào là đi về nhà thăm cha mẹ. Linh hồn ông cứ đi vòng vòng vì sao này ông sống lại, ông ghi lại cái quyển sách, ông để lại. Thì vị biết rằng là khi mà nhà chùa biết được ông chết như vậy thì mới đưa xác ông đi về. Thì quý vị biết rằng là cái lúc mà tụng kinh cầu siêu trong á, thì những người huynh đệ của ông tụng kinh cầu siêu cho ông, nhưng mà chính cái linh hồn của ông là thấy rõ ràng họ đang tụng kinh, nhưng mà lạ tai họ không nghe được tiếng kinh nào hết, mà chỉ nghe những người huynh đệ tụng kinh nào là sách sách sách, chuỗi chuỗi chuỗi, sách sách sách, chuỗi chuỗi chuỗi, cứ nghe đúng vậy thôi. Khi mà sau này cái ông này hồi dương sống lại thì mới đến trực tiếp gặp những người huynh đệ đó, hỏi vì sao mà lúc mà đệ mất đi á thì các huynh tụng kinh mà toàn là đệ nghe sách sách sách, chuỗi chuỗi không à, sao kỳ như vậy. Thì hai người đó mới thấy ngại ngùng vô cùng, nhưng mà phải trả lời thật là tại vì đệ có một cọng chuỗi rất là đẹp đang treo ở chỗ đó, rồi có những quyển sách rất là hay đang để ở đó, nên các huynh nghĩ rằng nếu chuỗi này mà được tặng cho mình thì đặc biệt quá, sách này mà được cho mình thì đặc biệt quá. Thì cái lúc tụng kinh đó nghĩ đến sách sách sách, chuỗi chuỗi chuỗi, thì tụng kinh nhưng mà toàn bộ ý nghĩ là sách và chuỗi, thì tụng ra sách chuỗi sách chuỗi, không có lợi ích gì hết. Như vậy thì nếu như một người mà đi đến cầu siêu cho gia đình người ta, mà quý vị cầm tiền, quý vị lấy tiền, quý vị ra giá tiền, nhưng quý vị đã ra giá đủ tiền rồi, gia chủ đã chấp nhận rồi, mà quý vị vô tụng kinh mà tụng cho nhanh để quý vị đi về chạy xô chỗ khác. Nếu như có một quan niệm làm mà không chân thật, nhớ chúng ta được quyền ra giá tiền tụng kinh để mà mình có cái thu nhập, nhưng quý vị khi tụng thì phải tụng cho hết lòng hết ý. Tại vì giá cả phải chăng được rồi, thuận lòng thuận ý rồi, thì phải làm cho hết trách nhiệm của mình. Việc này còn có thể nói là có lợi ích. Nếu như quý vị gặp một người chỉ có gì lợi nhuận mà họ tụng cho qua kinh, họ tụng thiệt là nhanh, họ tụng đại tụng càng cho xong, thì cái nhân quả của cái người đi tụng kinh người cho người ta mà có cái hành động đó, thì quý vị biết cái quả báo đến với họ cực kỳ nguy hiểm. Thật sự quả báo đến với họ ghê lắm. Nên quý vị thấy có những vị mà đi cúng đám, quý vị nhìn cái sắc diện của họ đi, cái sắc diện của họ nó bủng xỉn à, mặt mày mắt đồ họ là tự nhiên nó bị giống như là âm khí nó bám víu mạnh lắm, nhìn người của họ yếu lắm, và nhìn người của họ nó kỳ cục lắm, dễ sân si, nhìn mặt nó ngầu lắm, sân si lắm. Là vì sao quý vị biết không? Là vì họ mỗi ngày họ mang một cái tiếng là đi cầu siêu đi cho người ta, mà lúc tụng kinh niệm Phật thì không tụng chân thật nhiệt tình. Nên mình á, mình phát tâm đi tụng kinh niệm Phật cho người ta, mình không lấy tiền, dù lỡ mình có vọng tưởng chút, mình cũng có phước, mình có tội. Tại vì mình làm công không, mình bỏ công chân thật mình làm thôi, nhưng mình là phàm phu thì phải còn vọng tưởng, cái việc này không có tránh được. Nhưng nó có phước báo công đức, tại vì mình có cái tâm thiện, phước báo ngay cái tâm thiện. Còn nếu như đi tụng kinh cho người ta mà lấy tiền hoặc là lấy vật chất, nên ngày xưa thầy Lý Vĩnh Nam đưa lên một cái điều lệ, khi chúng ta đi hộ niệm tuyệt đối không có làm phiền gia chủ cái chuyện ăn uống. Tại nhà người ta có cái việc hậu sự, chúng ta không thể nào để nhà người ta phải nấu nướng đồ ăn đồ uống, lo lắng làm phiền gia đình người ta, mà hoàn toàn chúng ta phải lo cái chuyện là niệm Phật xong đi ăn thì kiếm chỗ nào ăn cho đàng hoàng, mà cả tiền xăng dầu cũng không được nhận, hoàn toàn là làm thiệt, làm hết lòng hết dạ. Đó là quy tắc thầy Lý Vĩnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không đưa lên như vậy. Nhưng về sau cái xã hội này càng ngày nó càng phát triển, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, thì thôi
chúng ta đi hộ niệm cũng phải có một chút gì đó. Mà thí dụ như người ta đưa tiền cho trưởng ban để đổ xăng dầu, để cho có cái phương tiện để mình đi hộ niệm, việc này là quá tốt rồi. Nên mình nên cải cách lại một chút xíu, nhưng đừng vì quá đáng vì sự việc đó, hoặc là mong cầu sự việc đó mà đi làm Phật sự như vậy thì mình thất bại. Tại vì mục tiêu của mình là đi làm Phật sự là niệm niệm vì người để tạo công đức phước duyên. Mà đã tạo công đức phước duyên thì gia chủ đó không đưa tiền, nhưng có người hộ trì là người khác, có người khác hộ trì 100% vì việc này. Quý vị làm cho Phật, làm việc cho Phật thì nhất định Phật lực gia trì, có người hộ trì. Quý vị cứ yên tâm, nên chăng thật mà làm. Đó là những ban hộ niệm hoặc là những người đi cầu an cầu siêu cho người ta, là nhớ nè, được chăng thật bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn cái việc mà quý vị lỡ vọng tưởng một chút thì vẫn không có tội. Nhưng nếu quý vị mà đã phát tâm đi, mà đi đến nơi đó mà làm cho qua lo, làm đại làm càng, làm mà còn hại người ta là có tội đó. Làm có tâm hại là có tội. Tại vì sao? Dù là mình phát tâm đi làm thì phát tâm là phải làm cho chân thật, làm cho nhiệt tình, dù quý vị không lấy tiền nhưng phải làm cho nhiệt tình, chứ không được làm qua lo. Đi hộ niệm thì phải niệm cho nhiệt tình, chứ không có được mà như chúng ta mà niệm một chút cái nào là gãi lưng, nào là nhúc nhích, nào là quay tới quay lui, nào là mình không có thật lòng. Vậy thì cái việc làm của mình nó cũng có tác hại. Đã phát tâm thì phát tâm cho nhiệt tình, thì quý vị biết rằng cái công đức này vô lượng vô biên. Khi đi hộ niệm, đi giúp đỡ người ta, cầu siêu, cầu an, cái việc này là có lợi ích lớn lắm, không có giỡn đâu. Còn nhất là những vị thầy đi cúng là nguy hiểm lắm. Tại vì sao? Vì phần nhiều bây giờ đi cúng là chúng ta phải lấy tiền. Cái việc này mình không đụng chạm tới ai, nhưng mà nói rất là chân thật. Mong quý thầy trong chùa mình nếu đi đến đâu sau này thì cũng phải nghĩ cái điều này. Đó là mình nhắc quý thầy trong chùa mình đông quá mà, mấy chú trong chùa mình tương lai cũng xuất gia, thì mình nghĩ đến cái việc nếu như đã làm việc đó mà nhận cúng dường thì phải làm cho chân thật. Nhớ nghe, chứ nếu không mà đến đó mà tụng kinh cho nhanh là kẹt lắm á. Tụng sót chữ, tụng cho nhanh, tụng qua lo là cái chuyện này lợi ích không nhiều. Nên quý vị nhớ, mình là một người Phật tử chuyên niệm Phật, chuyên niệm Phật. Gia đình khi thờ Phật, quý vị có làm an vị Phật được không? Được. Cái an vị Phật là cái gì? An vị Phật là một cái lễ, một cái lễ mà chúng ta tôn kính Tam Bảo. Mà cái lễ này quan trọng nhất là cái gì? Là ngài an vị Phật, quý vị rủ những người biết niệm Phật về để mà niệm Phật ngày đó. Đây là cái lễ đặc biệt nhất. Dù bao nhiêu hình thức có nổi bật cỡ nào vẫn không bằng một thờ tu để cúng dường cho Phật. Quý vị phải nhớ nè, cúng dường cho Phật bằng câu Phật hiệu, đây là chân chánh cúng dường. Chân chánh cúng dường bằng câu Phật hiệu, niệm Phật cúng dường cho Phật. Còn nếu như quý vị mời một vị nào đó hay nhiều vị nào đó đến để an vị Phật, nhưng xong rồi quý vị lo kiếm tiền bỏ bằng thờ Phật lạnh lẽo, không dụng công tu, vậy thì cái an vị Phật có lớn cỡ nào cũng không có kết quả. Cái kết quả lớn nhất là mỗi ngày quý vị phải có một cái thờ khóa tu, rồi mình quét dọn bàn thờ đàng hoàng. Mình bàn thờ Phật đó giống như nhà của Phật đi, mà chúng ta là người đệ tử, mỗi ngày có cơ hội để quét nhà của Phật, dọn nhà Phật cho sạch sẽ, rồi cúng hoa, rồi thay nước. Đó là một cái tâm tưởng nhớ đến Phật. Cái tâm đó nó phước báo tại gia luôn đó quý vị, phước báo tại gia tạo mỗi ngày luôn. Còn nếu như quý vị để bàn thờ đó lạnh lẽo, bỏ đại bỏ càng, không có ngó ngàng gì tới, không dụng công tu gì hết, đi sớm về muộn thì có khi đi về rồi không thắp nhang luôn. Vậy thì cái chuyện này thì quý vị biết rằng sao có lợi ích, thấy không? Cái lợi ích trong Phật pháp là cái xác thực nhất đối với cái việc làm của chúng ta. Nên cái việc mà chúng ta chia sẻ rằng cầu an cầu siêu như thế nào là được lợi ích, là do chúng ta là con người biết tu nè. Con người biết tu hiện tại chúng ta đang làm gì, rồi mình tu hành mình sửa đổi lỗi lầm được bao nhiêu, rồi mình nghe được Phật pháp rồi bây giờ mình ăn chay, mình biết phóng sanh hay không. Từ nơi đó mà cái việc cầu an cầu siêu cho gia đình người thân mình là được lợi ích là do chính mình. Thí dụ như bây giờ dịp lễ này chúng ta về đây tu 3 ngày mi mặt nè, vậy thì quý vị về đây, quý vị giữ tâm quý vị để tu hành, giữ tâm mình nghe pháp niệm Phật, rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật, rồi mang một cái tâm hoan hỷ vui vẻ khi tất cả những sự việc không vừa lòng không vừa ý đến với mình khi ở trong đây, mà quý vị vẫn giữ được cái tâm của mình thiện lành vui vẻ niệm Phật,
mà ở trong đây mình tu cộng chúng, cộng lực của chúng này, thì quý vị biết rằng chính bản thân mình ở đây làm con cháu ông bà cha mẹ mà đang tu ở đây là có thể cầu an cho cha mẹ còn sống, và có thể cầu siêu cho cha mẹ đã chết chưa được siêu thoát, chắc chắn luôn. Tại vì sao? Đức chúng như biển cả mênh mông mà. Rất là nhiều người chúng ta bây giờ nghe Phật pháp mình muốn cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ lắm. Cái đại chúng này là lớn nhất để cầu an cầu siêu nè. Cái đại chúng này lớn lắm, quý vị coi người ta ngồi tràn lan đại hải, người ta nghe Phật pháp, người ta niệm Phật hồi nãy mà niệm Phật 20 phút địa chung, quý vị coi. Chư Phật chư tổ nói rằng niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mà nãy mình niệm được 20 phút cũng nhiều câu Phật hiệu đắm giỡn đâu. Thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm quá trời luôn. Bao nhiêu câu Phật hiệu mà lúc mình niệm đó mình nhiếp tâm thôi, mình giống như là mình quên hết sạch sẽ những cái chuyện gì đang lo âu bận tâm gì hết. Mình nhiếp tâm mình niệm, mình cùng niệm, niệm giống như quên trời chăng mây gió, mình niệm tới cùng luôn, niệm cái đó là có lợi ích lớn lắm đó, chứ không có giỡn đâu. Mà cái lực của đại chúng này nó niệm dữ lắm đó quý vị. Cái lực đại chúng này niệm dữ lắm đó. Nên có một câu dạy nè: lễ Phật để tiêu trừ tội chướng và khai phát năng lực tiềm ẩn sẵn có. Nên chùa mình quý vị biết rằng dùng cái phương pháp lễ Phật làm chính để áp dụng cái thời khóa tu luôn. Lễ Phật làm chính luôn. Nên quý vị ở nhà nghe, cái phương pháp lễ Phật này cố gắng giữ mỗi buổi sáng. Tại vì sao? Chính nhân đức thấy rõ ràng. Ngủ thức dậy mà lễ Phật được một thờ nghe, con người nó tỉnh táo vô cùng, tỉnh veo. Bây giờ nhận đức nói rằng là hồi nãy 20 phút quý vị niệm địa chung xong á, qua nhận đức chia sẻ Phật pháp rồi quý vị nghe được liền á. Chứ thử đi, nếu mà nó không có cái thời khóa 20 phút đó mà niệm mà nhiếp tâm vô qua đây nói chuyện chút coi chừng ngồi gục lên gục xuống. Tuy là ngủ mới ngủ xong á, thí dụ như coi phim Hồng Kông hay coi cái gì mà tàu lao bác xế thì nó ngủ đâu. Hồng Phu mình nó lạ lắm, coi mấy cái chuyện này chuyện kia trên trời dưới đất đồ là nó không ngủ đâu. Hoặc là coi phim mà đánh võ thuật đồ, phim kiếm hiệp đồ, hoặc là coi phim tình cảm đồ thì nó ngồi trời nó mở mắt vậy nè, không nhúc nhích luôn, gọi là nhất tâm bất loạn luôn. À vậy đó, mà khi mà nghe pháp hoặc là tụng kinh bắt đầu quý vị đi phải không, khi nghe pháp tụng kinh là chút xíu bắt đầu mắt làm nè. Vậy đó, để ý rõ ràng phải không? Phải rõ ràng là khi mà nếu mà như mà chúng ta mà tụng kinh á, nhất là tụng kinh nghe, tụng kinh mà nhất là gặp ai mà tụng mùi mùi á, trời ơi tụng mấy câu thôi là bắt đầu nó đó, thấy không? Mà bây giờ quý vị coi ông thầy tụng hay cực kỳ hay luôn, mà bây giờ Phật tử nó ngủ hết trơn, nó không tụng theo còn gì. Cái hay của ông thầy này có lợi ích không? Nó đâu có lợi ích cho người ta đâu, tại người ta không tụng theo được. Làm sao mà người ta phải tỉnh người ta tụng theo được? Nên câu Phật hiệu là tuyệt vời nhất. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu là đạt được một câu liền. Một câu Phật hiệu là đạt được một câu liền. Thí dụ như bây giờ quý vị tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu là đúng bộ kinh, một câu Phật hiệu là đúng bộ kinh. Còn nếu như quý vị mà tụng thử bộ kinh rồi quý vị biết à, một bộ kinh tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ trung bình tụng khoảng 2 tiếng. Nếu mà tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ 2 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi đó tụng đi, quý vị sẽ biết chân cẳng nè nó đau nè, nó nhúc nhích, rồi thêm có nhiều cô là như thế nào dựa qua cô khác luôn. Chảy nước miếng cho vì biết. Ôi 2 tiếng đồng hồ tụng kinh, ngày xưa ta tụng kinh Vô Lượng Thọ ta biết mà, tụng mà nhìn qua mấy bà mấy ông thôi ngủ tràn lan đại hải. Vậy mà ngủ xong rồi hết bộ kinh à, hết kinh rồi hả, hết rồi hả, à gì hồi hướng hả, chắp tay lên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, con nguyện cầu siêu cho ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, con vừa tụng xong cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Thế nhiều khi cũng mắc cỡ thế ghê. Tại vì sao? Ngủ không một mà tới giờ hồi hướng thì hồi hướng li liệt. Mà người mình ngộ lắm, có tâm lắm nha. Khi tu thì không tu đâu, nhưng mà làm gì một chút là hồi hướng cho nội ngoại hai bên, hồi hướng tràn lan đại hải, hồi hướng trên trời dưới biển, hồi hướng tung lum. Vậy đó quý vị, hồi hướng thì hồi hướng dữ lắm, mà tu thì không tu. Mà hồi hướng thì quý vị coi, ví dụ như bây giờ nhiều người người ta đi thập tự đi, người ta đi là người ta cầm sắp giấy theo gì đó,
cầm giấy cầu an cầu siêu, ta cầm theo một cái giống như một cái sớ vậy đó, cái sớ táo quân đó. Đến bắt đầu đưa cho mình là sắp, thầy ơi thầy cầu siêu giùm cho gia đình con. Nói cô ở nhà cô có tu không? Con thì bận lắm thầy ơi, thầy tu hồi hướng giùm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa lễ Phật xong, toàn thể đại chúng khi mình lễ Phật xong, cái tâm mình rất là thanh tịnh. Mình ra mình cúng thí thực cho tất cả chư hương linh. Mình về đây tu đông như vậy, có nhiều người cũng mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi cũng được về đây để được nghe pháp niệm Phật, nương vào bổn nguyện để cầu sanh cực lạc, và chúng ta được làm lễ phóng sanh. Nên đem cái công đức mà toàn thể đại chúng tu này, chúng ta cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có nơi ở gì để mình tu. Thí dụ như chờ mưa gì, nếu không có cái chánh điện lớn gì để mình ngồi trong đây thì mình ngồi ngoài mưa thì chắc cũng khó tu vô cùng, tu không được. Nên cái công đức Hòa Thượng Ngài xây chùa để cho chúng ta có chỗ ở mình tu gì, công đức rất là lớn. Nên chúng ta nhớ ơn đó, mình tu hành mình đem công đức cầu an cho Hòa Thượng. Ngài năm nay cũng 81 tuổi à, nguyện ngôi Ngài có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Chúng ta nương vào cái đức của Ngài để mà mình hành đạo, và đem công đức này nguyện cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả những vị Phật tử khắp nơi coi qua chương trình này đều được hồi hướng công đức, thăng tâm thường an lạc. Chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ nhờ cái phước đức tu hành mà bồ đề tâm kiên cố, quyết chí niệm Phật cho tới cùng, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, hay tất cả những người mà chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, chết rất là nhiều. Chúng ta nguyện tu hành đem công đức hồi hướng cho tất cả các vị đó, nguyện cho tất cả các vị đó đều nghe được bổn nguyện Di Đà, nương vào bổn nguyện Di Đà niệm A Di Đà Phật, buông xuống tâm hận thù đòi nợ và hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến tập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung, tập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, biến tập phương nhất tiết công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát.
gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát. Nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp quá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. 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 À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, hôm nay chúng ta về đây tu, chúng ta mỗi thời khóa tu đều xong hết. Chúng ta có làm cái lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh là giải cứu tất cả chúng sanh. Đó là cái hạnh từ bi của chư Phật Bồ Tát. Nên chúng ta nương vào cái hạnh từ bi của các ngài mà chúng ta cũng học theo cái hạnh của các ngài để mà mình làm lễ phóng sanh. Và khi nghe Phật Pháp rồi phát tâm biết ăn chay trường phóng sanh từ một con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta không dám giết. Đó là cái hạnh từ bi của chư Phật Bồ Tát chúng ta học theo. Khi phát được cái tâm này thì tức khắc trong tâm trạng con người chúng ta thường nhẹ nhàng, vui vẻ và mát mẻ. Tại vì mình không có muốn sát hại chúng sanh, nên tâm trạng con người mình nhất định nhẹ nhàng và thoải mái. Nên hôm nay chúng ta phóng sanh những con chim này, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, tất cả những chúng sanh này được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nên nương vào bổ nguyện Di Đà niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một chút xíu quý chú đem ra bên ngoài mình thả, giờ này chờ mưa thả liền nó thấy rất là tội nghiệp. Khi quy y xong hết trơn thì chút chúng ta đem ra những cái chỗ cây cối rộng rãi, chúng ta thả cho nó đáp lên cây, để cho những con chim được ở trong chùa để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúng ta xuống chai đường quý vị, à, khi mình nhận cơm á, trời mưa gì thì mình ngồi bên đây khó ăn lắm, trời mưa mà, thì chúng ta có thể ngồi ngay chăn chỗ mình ở á, ngồi hộp cơm mình ăn, vậy thì nó điều chỉnh chút xíu á. Còn à, nhà ăn thì ai ngồi được ngồi, rồi xong rồi chúng ta cứ xách hộp cơm mình qua chỗ nghỉ của mình ăn cơm ha. A Di Đà Phật.